Tiếp tục video này là phần giới thiệu lắp đặt điều khiển tắt mở máy qua dơ le. Thì như tôi vừa giới thiệu thì cái thiết bị A6 có 2 dây là không lắp được dơ le. Đấy, tôi sẽ bỏ đi. Thiết bị A8, thiết bị A9 đấy, và thiết bị A10 là đều có thể điều khiển lắp được dơ le. Nhưng mà các bạn chú ý giúp tôi là tôi sẽ phân biệt luôn cho các bạn là cả ba thiết bị này thì nhà sản xuất đều đưa ra điều kiện vì tắt máy từ xa khi mà xe đang di chuyển rất là nguy hiểm. Thế nên yêu cầu của cả ba thiết bị này muốn tắt được máy thì để yêu cầu là một là xe phải di chuyển với tốc độ nhỏ hơn 20 km/h, hai là thiết bị phải có GPS để nhận biết được tốc độ. Đấy thì để mà xảy ra trường hợp đấy thì khi mà các bạn lắp ở nhà test, nhiều người người ta các bạn test thường ngồi như, trong nhà giống như tôi này, thế là không thể test được vì không thể điều khiển tắt máy được vì không đáp ứng được điều kiện. Thế thì hai thiết bị này là hai thiết bị mà tìm mọi cách đều không thể tắt được máy nếu các bạn ngồi trong nhà, thì tôi bỏ ra một bên vì tôi đang ngồi trong nhà. Đấy thì cách duy nhất các bạn có thể tắt được là với thiết bị A10, vì thiết bị này thì tôi đã test thử cái chức năng rất là đặc biệt, tức là thiết bị A10 này khi mà các bạn không lắp dây AC đấy, khi mà các bạn chỉ lắp hết dây đỏ đen ngồi đấy thôi ấy, mà con A10 này thì ngồi trong nhà các bạn vẫn điều khiển tắt máy được. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn trên con thiết bị A10. Đấy. Thì trước tiên là các bạn phải nắp sim vào thiết bị. Sim này đã đăng ký gói tôm D10. Sim này có nghe gọi. Đấy. Thì chúng ta sẽ test trên cái thiết bị này. Đấy. Nắp sim, đây là bước lắp sim. Bước thứ hai là bật thiết bị sang on để thiết bị lên trạng thái, lắp vào cho đẹp. Đây tôi đã có một cái cục dây nguồn đã có dây có đầu điện sẵn nên làm cho nó nhanh. Đấy, thì bây giờ nhé, chúng ta sẽ, đây là cái dây nguồn của tôi, đây nguồn này. Xong rồi bắt đầu cắm thiết bị các bạn nhé. Đấu vào nguồn. Đấu nguồn xong bắt đầu cắm thiết bị. Cắm thiết bị thì đèn đỏ sẽ sáng một lần để biết là đã có nguồn. Đấy, đèn đỏ sáng này. Đấy, tức là đã có nguồn. Power, chụp power đây các bạn. Đấy. Bây giờ giơ le. Dơ le thì tất cả các dơ le khi các bạn mua về kèm thì đều cái hai cái cực đều phải tắt mở. Đấy, đây là thiết bị nó gọi đấy. Tại vì lúc nãy tôi đã set số SOS cho cái này rồi. Đấy. Mình vẫn không gọi nữa để phiền chúng ta. Đây là hai cái cực dơ le. Bây giờ chúng tôi sẽ đo thử cho các bạn biết là hai cực này thường đóng. Đấy, kêu và thông mạch đó. Đấy, hai cực đóng, hai chân vàng và trắng là hai chân điều khiển. Đấy, chết rồi, nó lại gọi sang cái số này của tôi rồi. Thì tôi đang set số trung tâm cho hai cái máy này, nên nó sẽ gọi liên tục. Đây là hai cực để nấu và cục điều khiển dơ le, tức là hai cục hai chân điều khiển, còn đây là hai chân chân công tắc. Đấy, có nghĩa là đơn giản, đây là các bạn hiểu làm về điện các bạn, đây là hai chân thường đóng, hai chân điều khiển. Đấy, thì bây giờ tôi đã có dơ le đã đấu sẵn rồi thì tôi sẽ lấy ra làm nó nhanh. Đấy. Lại gọi tiếp rồi. Đây thì chúng ta sẽ đấu vào dơ le thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể test cái dây vàng, dây điều khiển này này.
xuất tín hiệu âm, các bạn nhớ xuất tín hiệu âm nhé. Một một chân đồng hồ các bạn lắp vào dương và một chân các bạn lắp vào cực vàng. Chân âm của đồng hồ là cực vàng. Đấy, dương của đồng hồ thì lắp vào dơ le. Đấy đâu? Dương thì lắp vào nguồn, đấy, âm thì lắp vào vào cực đấy của thiết bị để đo xem là khi mình tắt mở máy thông qua app thì cái thiết bị này nó sẽ đóng mở cái chân vàng như thế nào. Nó xuất âm các bạn nhé, nhớ là phải xuất âm. Đấy, thiết bị nó cứ gọi liên tục rất khó chịu. Đấy. Giờ để chúng ta đang test thiết bị rung động nó sẽ gọi đến số số trung tâm mà. Đấy, thiết bị rung này nó cũng gọi gọi này, rất là khó chịu. Tôi sẽ đấu qua dơ le cho nó dễ cảm nhận hơn. Đấy. Còn trước mắt là trước khi đấu thì chúng ta nên tháo thiết bị ra để đỡ gọi làm phiền người ta. Rất khó chịu. Thì chúng ta sẽ tắt thiết bị ra. Tắt thiết bị ra để cho nó đỡ làm phiền. Nào. Chúng ta sẽ đấu nhé các bạn nhé. Đây là chân xuất âm. Chân xuất âm nên các bạn sẽ lắp vào cực âm của dơ le. Đây là cực âm của dơ le. Và cực còn lại sẽ lắp vào nguồn dương. Đấy. Chân vàng của thiết bị là xuất âm nên sẽ lắp vào cực âm của dơ le. Một chân dơ le luôn lắp vào dương. Đấy thì khi một cái chân vàng này xuất âm thì nó sẽ điều khiển dơ le đóng tắt cái hai cái cực màu xanh này. Nó hai cái cực màu xanh giống như công tắc ấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ đấu thông qua một cái đèn để các bạn nhận thấy là nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây, đèn này giống như là đây, ví dụ đèn tôi sẽ lắp một cái là luôn dương đi. Đấy. Và cái hai cực xanh này sẽ cấp nguồn âm cho đèn, nó giống như một cái công tắc thôi. Đấy. Các bạn nhớ để theo dõi kỹ nhé. Dây hơi lằng nhằng nhưng mà nguyên lý nó là như vậy. Đây. Đây, một cực là một cái cực của công tắc này là cấp âm. Cấp âm cho đèn. Đấy, âm này. Đấy. Hiện tại thì cái đèn này luôn sáng tại vì hai cực xanh chúng ta là thường đóng. Đây tôi sẽ làm rõ lại một chút. Hiện tại là cái hai cực xanh nó đóng nhưng là nó sẽ sáng. Đây chúng ta sẽ nói lại nhé. Dây trắng vào nguồn thẳng nguồn dương cấp vào chân điều khiển dương của dơ le. Dây vàng của dơ le lắp thẳng vào dây vàng của thiết bị, là dây vàng này dây cấp âm sau khi được điều khiển. Đấy. Và hai cái chân màu xanh là hai dây đóng mở mạch. Đấy thì giống như bình thường trong sơ đồ hướng dẫn của tôi sẽ là mở cắt đôi cái dây sau khóa xe ACC, cắt đôi nó ra. Các bạn tưởng cắt hai cái dây này, hai cái dây sau khóa là màu đỏ ấy. Cắt đôi nó ra. Hai cái dây khóa như này nó đang chập nhảy, cắt đôi nó ra, cắt đôi ra nhảy, xong là các bạn đấu một cực xanh vào bên trái và cực xanh bên phải.
thì giống như nó giống như một cái công tắc thôi, thì được điều khiển. Đấy. Thì đây là cái phần thiết bị do đèn đang sáng vì là do cái dây là thường đóng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lắp nguồn thiết bị vào. Nó bắt đầu điều khiển. Bật nguồn lên nào. Đấy, chờ nó khởi động một chút. Đấy. Chờ khởi động thì bắt đầu chúng ta mới test được chức năng tắt mở máy. Tắt mở máy thì chúng ta sẽ dùng trên app tiện hơn, thì trong trường hợp mà các bạn không muốn dùng app, các bạn dùng ý điện thoại của bạn, các bạn gọi điện vào số SIM là nó sẽ, nhưng mà muốn gọi điện vào số SIM này thì các bạn nhớ là phải set cái lệnh số trung tâm nhá. Cái lệnh chúng tôi có ghi ở trong cái tờ hướng dẫn ấy là lệnh SOF.A phải số điện thoại của các bạn, ví dụ như 0976999888 thăng. Đấy. Nếu các bạn muốn hai số ba, tối đa trong này là ba số có thể gọi được, thì các bạn thêm cái dấu phẩy ở trong này này, 0978999888 phẩy thăng, à tám xong phẩy số điện thoại tiếp theo này xong thăng. Đấy, thì thêm được hai số điện thoại nữa, nhưng đây lệnh đây hiện tại là như này thôi. SOF.A để số điện thoại thăng. Nhắn đến số SIM trong thiết bị. Số SIM trong thiết bị thì thường trong vỏ SIM nó có đây. Nó có số SIM, các bạn nhắn đi xong nó sẽ phản hồi về cho các bạn là thành công, ok, thì tức là các bạn set thành công. Bây giờ thiết bị đã hoạt động rồi, chạy rồi, tôi sẽ dùng cái điện thoại của bác này gọi điện đến số SIM. Cái đèn này nó sẽ bị tắt này. Đây, tôi sẽ gọi nha. Cái thiết bị lập trình là sau 10 giây mình gọi thì nó sẽ tắt. Một thường là khoảng 2 tiếng chuông của điện thoại đấy. Đấy, các bạn nhìn nó tắt rồi, nó tắt ngóm rồi. Bây giờ các bạn muốn bật đèn này lên thì có hai cách, dùng trên app trên điện thoại hoặc là dùng điện thoại này gọi tiếp, gọi cũng vẫn gọi như thế thôi, cũng không làm gì cả, chỉ gọi số SIM thôi. Nhưng phải tắt cái cuộc gọi cũ đi rồi bật gọi mới. Này, gọi tiếp. Cứ 10 giây nó nhận lệnh. Khi nhận lệnh sẽ nhắn tin lên số điện thoại trung tâm. Đấy. Đấy, thiết bị đã bật, đấy, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, thì các bạn lắp trên xe máy thôi, khi các bạn chui xe máy ở trong nhà các bạn cứ dùng cái chức năng này đây, nó lại nhắn tin cho chúng ta đây. Đấy, tắt thành công hay bật thành công để nhắn tin để chúng ta biết là thiết bị đã hoạt động chưa. Đây, hai cái tin nhắn đây, cắt off over Anna. Cắt off the full supply. Đấy. Đây là dùng trên điện thoại gọi là ok rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng app. Tôi sẽ tháo cái điện thoại này ra. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ vào app. App đây, chúng ta lại vào tài khoản Shopee.net. Net mật khẩu 123456. Ok. Bây giờ trước tôi lại quay lại cái camera để cho các bạn biết là đèn đang sáng. Đấy, đèn đang sáng nha. Vào thiết bị này. Và cái nút màu xanh bên phải này các bạn này. Nó hiện tại tắt máy, thì là tắt đèn này. Tắt đi. Đấy, bạn nghe tiếng tạch không? Tôi lại ra camera cho bạn xem. Đấy, đèn tắt rồi. Bây giờ tôi lại vào camera phần mềm cho các bạn xem. Đấy. Bây giờ và đây, bật máy này. Đấy, các bạn nghe tiếng tạch không? Đấy, vào. Đấy, đèn sáng rồi. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Có rất nhiều cách. Một là điều khiển trên app, hai là điều gọi điện. Đấy, thì như vậy là cái phần hướng dẫn lắp dơ le của tôi như vậy là cơ bản đã hoàn thành. Đấy, thì trong cái thì trong thì sau này thì có mọi phần hỗ trợ gì thì các bạn cứ nhắn tin với tôi trực tiếp qua Shopee. Đấy, thì tôi sẽ, hoặc các bạn gọi điện cũng được. Đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mọi cái khúc mắc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop toàn thắng của chúng tôi và đã quan tâm.